Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Võ Thuật .vn. Một tuần vừa trôi qua với rất nhiều những diễn biến đáng chú ý của làng võ trong nước và quốc tế. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hết trong Võ Thuật TV. Nhưng trước khi đến với Võ Thuật TV tuần này, anh Thư rất mong các bạn có thể ủng hộ Võ Thuật .vn bằng cách like và subscribe kênh. Mỗi một lượt subscribe của các bạn là động lực rất lớn để anh Thư và ekip tiếp tục cho ra những sản phẩm chất lượng và hấp dẫn hơn. Vậy nên đừng quên subscribe kênh nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu Võ Thuật TV của ngày hôm nay thôi. Sáng ngày 3 tháng 6 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Tao Đàn, chương trình huấn luyện võ thuật đặc biệt cho trẻ em Sài Gòn Kids Warriors mùa 2 đã chính thức được khai mạc. Buổi khai mạc đã diễn ra trong không khí vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh việc được xem các màn biểu diễn võ thuật hấp dẫn, các học viên đã được các huấn luyện viên kiểm tra sức khỏe và đánh giá đầu vào. Từ cơ sở đó, các em sẽ được phân chia vào các lớp cho phù hợp với khả năng. Saigon Kids Warriors mùa 2 là sự mở rộng của mùa 1 với rất nhiều nội dung mới mẻ. Các em thiếu nhi sẽ có một sân chơi dịp hè đúng nghĩa. Khóa học sẽ giúp các em rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Các bài tập trong chương trình được thiết kế giúp các bé nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai. Ngoài ra, các huấn luyện viên cũng sẽ rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật và tinh thần của võ đạo từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó là các bài học về phòng tránh các mối nguy hiểm trong đời sống. Chương trình sẽ diễn ra trong 24 buổi, mỗi tuần 3 buổi liên tục từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7. Ngày 31 tháng 5, Cúp Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam đã chính thức khai mạc tại thành phố Marseille của Pháp. Giải đấu do Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam ở Pháp phối hợp tổ chức. Là giải thế giới đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài, Cúp Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam quy tụ gần 300 vận động viên, 32 đội đến từ 18 nước trên thế giới. Việc tổ chức Cúp Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam đầu tiên tại Marseille chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ ở Pháp và khẳng định vị trí của Marseille là trung tâm võ cổ truyền lớn nhất bên ngoài đất nước Việt Nam. Marseille cũng chính là mảnh đất khi đặt chân đầu tiên của nhiều thế hệ người Việt khi đến Pháp vào nửa đầu thế kỷ 20, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều ngày 4 tháng 6, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã lên đường sang Italia để tham dự Grand Prix Rome 2019 sẽ diễn ra tại đấu trường Foco Italico, biểu tượng của thủ đô Italia từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Giải đấu có sự tham gia của 255 vận động viên Taekwondo được xếp hạng cao nhất của 53 quốc gia ở 8 hạng cân Olympic dành cho cả nam và nữ. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Taekwondo Thế giới đưa nội dung quyền vào thi đấu ở một giải Grand Prix chuyên nghiệp. Căn cứ vào kết quả thi đấu tại giải vô địch quyền Taekwondo Thế giới 2018, Taekwondo Việt Nam được chọn tham dự cả 4 nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam vận động viên. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã cử và chi toàn bộ kinh phí cho 8 thành viên đội tuyển quyền Taekwondo quốc gia tham dự thi đấu ở 3 nội dung sẽ tham dự chính thức tại SEA Games 30 Philippines 2019 bao gồm Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung và Hứa Văn Huy. Tạm chia tay với các tin tức trong nước, chúng ta sẽ cùng chuyển sang các tin tức quốc tế. Tâm điểm của võ thuật quốc tế tuần qua chắc chắn là trận đấu boxing giữa Andy Ruiz và Anthony Joshua. Và anh Thư thực sự cảm thấy rất sốc khi tay đấm vừa đẹp trai vừa tài năng mà mình rất thích lại thất bại thảm hại đến như vậy. Tâm điểm của làng võ thế giới cuối tuần qua đổ dồn vào trận đấu giữa quyền vương Anthony Joshua và Andy Ruiz. Trước khi bước vào trận đấu này, những người lạc quan nhất, mơ mộng nhất cũng không hề nghĩ đến việc Andy Ruiz có thể hạ gục được tay đấm bất khả chiến bại Anthony Joshua. Tuy nhiên, điều khó tin ấy lại trở thành hiện thực khi Andy Ruiz chỉ cần 7 hiệp đấu để đánh bại Anthony Joshua, qua đó giành luôn các danh hiệu hạng nặng IBF, IBO, WBA và WBO ngay trong trận ra mắt nước Mỹ của siêu sao người Anh. Nhà vô địch người Anh, quyền vương bất khả chiến bại đã bị Andy Ruiz cho 5 sàn đến 4 lần, 2 lần vào hiệp 3 và 2 lần trong hiệp 7. Joshua đứng dậy lần thứ 2 trong hiệp 7, nhưng anh không có cơ hội để lật ngược tình thế khi máu từ mũi anh chảy ra rất nhiều. Trọng tài Michael Griffin đã cho trận đấu kết thúc để đảm bảo an toàn cho Joshua ngay ở 1 phút 27 giây của hiệp đấu thứ 7. Chiến thắng của Andy Ruiz đã khiến cả thế giới sửng sốt, hơn thế nữa, nó cũng khiến Joshua mất luôn chủ trận toàn thắng của mình. Tuy nhiên, Joshua vẫn còn cơ hội đòi lại chiếc đai đã mất, vì trong điều khoản hợp đồng, Joshua vẫn có thể yêu cầu một trận tái đấu. Diễn ra cùng giờ với trận boxing giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz là trận đấu tại UFC Fight Night 153. Tâm điểm của sự kiện này là màn so tài giữa Anthony Smith và Alexander Gustafsson. Trận đấu này, Smith và Gustafsson luôn ở thế cân bằng, không ai quá nổi trội so với người còn lại.
Gustafsson di chuyển vòng quanh để né tránh những cú đá từ phía Miss. Điểm sáng duy nhất của anh trong trận đấu này là ở cuối hiệp 3 khi có hai pha đấm và quật ngã được The Lionheart xuống sàn đấu. Trong khi đó, Smith lại sử dụng nhiều các đòn tay để tấn công đối thủ. Trong một pha quật judo lỗi, Alexander Gustafsson đã để đối thủ tóm được phần lưng của mình và nhanh chóng mất thế, không bỏ lỡ cơ hội tung đòn đấm từ phía sau. Anthony Smith kết thúc trận đấu bằng một đòn straight leg choke ở cuối hiệp 4. Kết quả, Anthony Smith đã giành chiến thắng bằng submission. Chiến thắng này là chiến thắng thứ tư trong 4 trận Smith thi đấu ở hạng cân light heavyweight. Trận thua duy nhất của anh là trước nhà vô địch John Jones. Theo tuyên bố mới nhất của UFC, nhà vô địch hạng cân lightweight UFC Khabib Nurmagomedov sẽ có trận bảo vệ danh hiệu trước Dustin Poirier tại UFC 242 tại Abu Dhabi. Đây là trận đấu đầu tiên của Khabib sau khi mãn hạn cấm thi đấu từ vụ xô xát tại UFC 229 vào năm ngoái. Đối thủ của tay đấm người Nga là Dustin Poirier, người vừa mới giành chiếc đai vô địch tạm thời hạng cân lightweight sau khi đánh bại nhà vô địch hạng long Max Holloway vào hồi tháng 4. Trận đấu này nhằm thống nhất danh hiệu của hạng cân lightweight của UFC. Về mặt chuyên môn, Khabib vẫn là tay đấm được đánh giá cao hơn với lối đánh đậm chất sambo và mạnh về mảng đồ vật, còn Dustin khá nổi bật ở các pha phản đòn và khả năng tải đòn. Ngoài ra, anh còn là cao thủ đai đen BJJ, do đó không thể khinh thường khả năng địa chiến của tay đấm người Mỹ này. Quý vị và các bạn, có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây bất ngờ vì chiến thắng của Andy Ruiz trước Anthony Joshua? Thật vậy, trước trận đấu này chẳng ai nghĩ Ruiz có thể làm khó được quyền vương nước Anh. Tuy nhiên, anh lại làm được điều đó. Vậy, Andy Ruiz là ai và anh đã làm gì để có thể đánh bại được Anthony Joshua? Chúng ta hãy cùng khám phá trong phần cuối của Võ Thuật TV hôm nay nhé! Cuối tuần vừa rồi, Lạc Boxing Thế Giới chứng kiến một trong những cú sốc kinh hoàng nhất khi quyền vương Anthony Joshua bất bại, phải nằm sàn và nhìn đối thủ của mình dơ cao 4 chiếc đai vô địch. Andy Ruiz đã tạo nên một cuộc lật đổ kinh điển và giành luôn 4 chiếc đai IBF, IBO, WBA và WBO, lên ngôi vương trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và sửng sốt của cả một thế giới. Không ngỡ ngàng, sửng sốt sao được, khi mà chẳng ai nghĩ một tay đấm có ngoại hình mập mạp, chậm chạp, lại chẳng được ai để ý, lại có thể đánh bại một trong những biểu tượng của boxing đương đại. Vậy Andy Ruiz là ai? Andy Ruiz sinh ngày 11 tháng 9 năm 1989 tại California, Mỹ. Cha mẹ anh vốn là những người Mexico nhập cư. Cha của anh là một công nhân lao động, có thu nhập khá bấp bênh. Ruiz lại là một đứa trẻ khá hiếu động, thường đập phá đồ đạc và gây gỗ trong lớp học. Cha của Ruiz, ông Andres Ruiz, đã quyết định cho anh tập võ từ năm 6 tuổi để giúp anh bớt quậy phá. Ban đầu Ruiz tập karate nhưng không cảm thấy hứng thú với môn võ này, sau đó anh chuyển sang tập boxing. Thực tế, Ruiz không hề có ý định trở thành một võ sĩ boxing. Khi còn bé, anh rất hâm mộ môn bóng chày và muốn được thi đấu bóng chày. Bản thân Andy Ruiz cũng thừa nhận rằng anh đã lớn lên với một đám bạn xấu, tham gia đủ các kiểu ẩu đả trên phố và thậm chí còn chọi cả cảnh sát khi mới 10-11 tuổi. Nếu cha anh, ông Andres, không kéo anh về phòng tập boxing thì đã chẳng có một nhà vô địch như ngày nay. Mặc dù không tập môn thể thao mà mình yêu thích, nhưng Ruiz lại nhanh chóng bày tỏ sự thích nghi của mình với môn quyền Anh nhờ tốc độ của đôi tay và kỹ thuật tốt. Sự nghiệp thi đấu nghiệp dư của anh bắt đầu khi mới lên 9. Tay đấm đã có tới 105 trận thắng và chỉ có 5 trận thua trong bảng thành tích nghiệp dư. Từng giành đến 2 huy chương vàng Mexican National Junior Olympic và danh hiệu vô địch Ringside World Championship. Cha của Andy Ruiz đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên của con trai mình. Ông nhớ lại, Ruiz có 3 chị em gái, do vậy, từ thở nhỏ, Ruiz đã hình thành khái niệm phải bao bọc, bảo vệ cho cha mình. Ruiz đã nói với tôi rằng, cha à, con sẽ mạnh mẽ, con sẽ không làm tổn thương những người trong nhà, con sẽ là nhà vô địch. Càng lúc càng lớn và mạnh mẽ, Ruiz trở thành một cậu trai bụ bẩm, bự con, không có quan niệm về giảm cân hay ép cân. Ruiz để cho cơ thể tự buông thả, nhưng tốc độ ra đòn và sự di chuyển của Ruiz cũng phát triển tịnh tiến. Tuy nhiên, vấn đề cân nặng của Ruiz không được cải thiện. Ở tuổi 12, tay nắm này quá lớn để thi đấu với những đứa trẻ khác và buộc phải chạm trán với những đối thủ là người lớn. Sự tiến bộ không ngừng của Ruiz gặp một cú đánh mạnh làm thay đổi hướng đi. Đó là việc bị loại khỏi đội tuyển quyền Anh của Mexico tham dự Olympic 2008. Ruiz quyết định chuyển sang đánh chuyên nghiệp ở tuổi 19.
cha của Ruiz từng chia sẻ trước trận đấu với Joshua: "Tôi biết con trai của tôi có rất nhiều tiềm năng, bởi vì năm 12 tuổi, Andy đã đánh bại cả một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi. Người cảnh sát của khu vực do thiếu đối thủ đã được yêu cầu đánh cặp với Andy, nhưng trên sàn đấu, ông ấy không biết phải làm sao để đối đầu với cậu nhóc này cả và đã bị con trai của tôi đánh bại. Tôi nghĩ điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Anthony Joshua, anh ta sẽ chẳng biết phải làm gì." Trên sàn đấu, Cruz có biệt danh là kẻ hủy diệt bởi lối đánh bán máu đậm chất Mexico cộng với những cú đấm cực mạnh. Nhưng thực tế, biệt danh này có từ thời Cruz còn là một đứa trẻ, hay cau có và đập phá đồ chơi. Mọi người gọi tôi là kẻ hủy diệt bởi khả năng phá đồ. Mỗi khi tôi được mua đồ chơi mới thì nó sẽ hỏng vào ngày hôm sau, Cruz cho biết. Năm 2009, trong trận đấu thượng đài chuyên nghiệp, Cruz đã hạ knockout Marga Ramirez ngay ở hiệp 1. Đó là khởi đầu cho chuỗi 29 trận chiến thắng liên tiếp trước khi thua Joseph Parker bằng tính điểm. Đây cũng là trận thua duy nhất trong sự nghiệp của tay đấm này. Thất bại trước Joseph Parker ở trận tranh đấu WBO năm 2016 đã khiến Ruiz tiếp tục bị nghi ngờ về khả năng so tài với các tay đấm hàng đầu thế giới. Trong 3 năm tiếp theo, quyền Anh thế giới chứng kiến Deontay Wilder, Tyson Fury hay Anthony Joshua lần lượt càn quét các danh hiệu. Còn Andy Ruiz thì âm thầm tích góp thêm 3 chiến thắng để giành quyền thách thức Anthony Joshua. Dù là một quyền thủ chuyên nghiệp, dù được chỉ bảo là phải giữ cân, giữ cơ bắp cho những lần thượng đài tàn khốc, nhưng Ruiz vẫn tuân thủ một lối sống ăn uống, thả đàn theo bản năng. Mỗi đêm, chàng trai 29 tuổi sinh ra ở California có thể nốc đến 3-4 lít bia và sẵn sàng ngồi đồng trong các quán bar, bắp cho đến tận rạng sáng. Ruiz cực kỳ mê đồ ngọt, mà ai mập ú không mê đồ ngọt chứ nhở? Ở buổi họp báo trước trận đấu với AJ, Ruiz mang đến một chiếc kẹo Snickers. Anh giơ ra trước mặt các phóng viên và nói: "Mấy anh nè, đừng có nhìn vào cân nặng của tôi, đừng ngắm ngoại hình của tôi mập, nhưng Joshua cần phải sợ tôi đó. Tôi không có cơ bắp, nhưng mọi người có thể sẽ phải câm lặng khi tôi ra đòn. Vâng, tôi thích kẹo Snickers, đó là tuổi thơ của tôi. Khi tôi làm việc tốt, cha tôi mua kẹo Snickers. Tôi rất ghiền chúng. Mỗi ngày, tôi đều có một thanh trong túi của mình, bất kỳ ngày nào trong năm. Đôi khi tôi buồn, không có gì hiệu quả bằng Snickers. Tôi có hợp đồng quảng cáo cho Snickers không ư? Không, đơn giản là vì tôi thích nó." Trước trận đấu với Anthony Joshua, Ruiz còn nằm ngoài top 10 những tay đấm hàng đầu thế giới. Nhưng sau chiến thắng khiến cả thế giới bất ngờ trước Joshua, Ruiz liền nhảy vọt 13 hạng và đứng số 1 thế giới. Trận đấu này đến với anh khá bất ngờ. Ban đầu người được chọn tranh đai là Jarrell Miller, nhưng tay đấm này không vượt qua được buổi kiểm tra doping. Người tiếp theo được đề nghị là Tito Ortiz, nhưng tay đấm này lại từ chối thi đấu vì không đủ thời gian chuẩn bị. Và tấm vé cuối cùng rơi vào tay Ruiz. Anh đã nắm lấy cơ hội hiếm có trong đời và chỉ có vỏn vẹn 6 tuần để chuẩn bị thi đấu. Ông bầu Bob Arum khi đánh giá về màn đổi tài giữa Ruiz và AJ đã thừa nhận: "Andy là một quyền thủ nhanh đến điên rồ. Tôi chưa từng thấy một gã nào có tốc độ nhanh nhẹn đến như vậy trong làng quyền Anh hạng nặng kể từ những ngày của Muhammad Ali. Nhưng Ruiz có đôi tay rất nhanh, cậu ấy có những sự kết hợp rất đáng kinh ngạc. Không phải tự nhiên mà Arum so sánh AJ với Ali. Và cũng không phải tự nhiên giờ tên tuổi của Ruiz được xếp ngang hàng với Spinks, kẻ đã khiến Ali phải ôm hận." Andy Ruiz, từ một gã béo thừa cân, đã vươn lên trở thành tay đấm số 1 thế giới, sở hữu 4 chiếc đai vô địch danh giá của quyền Anh hạng nặng. Từ một người chẳng được ai quan tâm, chẳng được ai đánh giá cao, Ruiz đã một bước lên mây. Anh đã làm được cái điều mà trước trận anh đã nói: "Tôi đến đây để làm nên lịch sử, tôi ở đây để trở thành huyền thoại." Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành cùng với anh Thư trong bản tin ngày hôm nay. Một lần nữa, anh Thư xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn ủng hộ võ thuật.vn. Đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 6 tuần sau. Còn bây giờ, anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.